bạn không sủa nhá. Không sủa nhá, đón khách thử niềm nở nhá. Rất niềm nở nhá. Quá 2 cm lông nó ngắn. Thứ ba nữa, về đặc biệt cái bàn chân loài chó này giống như là màng chân vịt. Chó mình thì nó phía trong loài này sẽ liền bằng cái tới ngoài luôn. Sấy tim. Còn ba loại sấy nữa như là sấy kiếm, sấy đầu, sấy bàn. Bộ lông rất là ngắn rồi. Màu này gọi là màu vờn. Đặc biệt nhất là cái màng chân này. Chó mình thì nó khuyết vô trong. Còn loài liền bằng là tới ngoài như thế này. Mỗi lần bơi nó xè ra bơi loại như màng chân. Thế là chính là nó bơi được hả? Đúng rồi. Sở dĩ nó có cái màng chân này á, tại nó sống gọi là ốc đậu. Nó phải thích nghi môi trường ở đây. Đấy, khi trên cạn hết mồi săn bắt á, ép bột vào xuống suối săn bắt nó mồi sinh tồn tiếp. Do đó ông Chèo giúp nó có màng chân này để tìm việc săn bắt không. Ngon bơi, bơi được. Con này là bơi được đấy hả? Dạ đúng rồi. Còn về cái dáng của loài chó này mình gọi là dáng chó săn, là ngực nở bụng phải thon. Màu vợn này á, sau này mới có thôi. Còn mà tính về màu gốc của nó hồi xưa thì có hai màu là vàng với đen. Màu này màu vượn à? Vợn gần ghi giống như cọp nữa hả? Vợn này mình gọi là vợn lửa, là màu đặc biệt chúng thấy. Một con này thì bao nhiêu tiền hả? Nếu như mình mua chó con tại chỗ đây á, ví dụ những anh mà vợn á, thì có giá tầm khoảng trên dưới 10 triệu. Có mau không? Dạ, nếu nó đẻ thì tầm khoảng... Bé bỏng ngoan nhá, đói không? Có đói không? Các bạn này có đói không? Đặc tính từ nhỏ mấy anh này á. Các bạn nào đói không? Bạn nào đói không? Để cho ăn nào. Ngoan nhá, đón khách, chào khách nhá, niềm nở nhá. Lịch sự văn minh nhá. Welcome to our house. Đặc tính cơ bản của loài chó này, nhà mình thường là ngoan nhá, quý nhá, rất quý nhá. Tuyệt quý đấy. Chúng tôi rất yêu các bạn. Các bạn cũng rất yêu chúng tôi, đúng không? Đúng không? Không có quà, quên không mang quà đi cho các bạn rồi. Đấy, Bổng ơi, đói không? Có đói không? Hai bạn này có đói không đấy? Dạ, bất cứ chó nào, bọn chắc cũng là 50-50 thôi. Chó mình đẻ làm ổ, rồi chó này sẽ tự đầu hang. Đầu hang à? Cái hang nó đào á, ít nhất là từ 80 đến 1 hang rồi. Sợ vậy nó đẻ đào hang này chứ là để đảm bảo an toàn con khi trong hang thôi. Đợi tới mùa gió đầu á, chứ nó cũng gió luôn. Từ lúc mang bầu mà đẻ nó thì tầm khoảng 2 tháng rưỡi. Tầm khoảng 3 tháng. Chó mình thì tầm khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi, nó thì tầm khoảng 3 tháng thôi. Dạ, 4-6 con. Khi con mẹ mà đẻ con hang xong á, một con tầm khoảng 15-20 ngày á, khi tôi động con mẹ sẽ gấp con lên. Dạ, đúng rồi. Đồ ăn thì... nếu như người khu vực đó có chó đẻ thì chỉ có người chăm sóc khu vực đó mới đến. Khôn hết. Dạ, đúng rồi. Tôi đi chăm sóc. Những cái trường hợp nào mà hy hữu mà trời mưa á, thì nó đầu bắt con lên thôi. Con số nhưng gặp người lạ đi á thì những cái biết lòng á thì không biết là có người lạ nó con số rồi. Tại vì nó nghe tiếng bước chân á, nghe thôi nó quen. Bước chân mình đi như thế.